Trời. Hello. Giờ này tôi thấy là đang xịt thông luôn á. Bắt đầu đến đoạn anh em khó chơi rồi. Không sao, để anh làm quả lên 7. Gỡ. Về 6 à? Về 6 là cũng cao đấy. Rồi, vô nào. Anh em mình làm tí kèo nhẹ nhàng nhá. Tôi nghĩ tầm này chơi được đấy. Ba tay Việt Nam. Từ Tuấn Tài nè. Tuấn Tài đá hay đấy. Giống theo. Chơi. Về 4 à. Cao thế. Kẹp nhỉ. Việt Nam có tỷ lệ nhảy táng thì điểm. Nhưng mạnh dỗ. Có thế nhở? Phải lên chứ. Ôi rồi sâu thế nhở? Trời ba kèo liên tiếp xịt mà. Kèo này nên chơi không ta? Nếu mà một kèo nữa xịt thì chơi. Hợp lý đấy. Bây giờ mình đập Navas đi. Nếu phát này mà full mà xịt thì mới chơi. Vẫn xịt nha. Cứ nhìn ảo ảo nhở. Tôi đéo tin lắm đâu. Không tin tưởng lắm đâu. Phát nữa đi. Chơi không nhở? Không nghĩ là chơi được rồi đấy. Đẹp rồi. Ui có quả xoài xanh nhìn ác chiến vậy men. Chơi thôi, chơi được mà. Đẹp đấy. Tôi nghĩ là phải tầm 7 tay xịt rồi đấy nhở. Con này mình mãi mình chưa chinh phục được đấy. Nào. Cá xê. Đây rồi. 288 tỷ men. Như nào? Nằm ở cái này. Right. Nụm. Kể chưa. Mấy hôm rồi cái này lên để còn ra hồn. Ôi rồi ôi. Kinh thật đấy. Đợt mẹ đây ngứa mắt đây này. Nhìn to mà gãi thôi nhá. Nè. Ê, hết ngứa chưa? Trời ơi Nesta. Ở Nesta tính là có mỗi khi nó Milan nhỉ? Mà thua lắm. Đây tôi đập con Benzema trước đi. À, lên 300 rồi. Đắt nhờ. Trời ơi. Thấy this. Rồi. King Karim. Đấy nhá, tôi phải đập anh này cái hôm mà anh ấy nhận quả bóng vàng cơ. Trời ơi. Quá muộn rồi. Anh này đêm qua ghi bàn này. Romero, Capari, Thauvin, Ramsdale. Chơi. Nào. Về một kìa. Giờ ma mà không lên nữa là em chuyển kèo mở thẻ đấy anh ạ. Anh đừng có để em là người em bực nha. Mất xịt. Khó chịu thật đấy. Làm sao ấy. Khó tính thật đấy. Cho thêm một cơ hội cuối này. Đầu tư 50 tỷ mua về mà cứ xịt này.
Ờ, nhìn họ giống kiểu Benzema Icon nhỉ. Trắng trắng mà. Eusebio De Vries. Rồi. Nè. Anh Karim. Xin đây. Yo. À, King Karim. À. Mình à, lấy Oscar làm phôi đi. Benzema. Rồi, Benzema 4 vài cả. Rồi đẹp này. Môi 3 năm 26 đi. Gary Neville. Kẻ hủy diệt Neville. Rồi, Benzema. Yeah. Trời ơi. Cảm ơn Gia Tuấn nhá. Lại còn cầu nữa. Cầu này cút đi. Đấy. Hay là mình mỗi 3 con nhỉ. Không cần phải 6 đâu. Bây giờ làm thêm ít cộng 4 nữa đi. Lên hoài vậy men. Ủa lên nhiều vậy. Ha đi. Bực cả mày. Không hiểu luôn. Thế rồi. Ơi. Rồi rồi, mở 3 tay đi. Benzema 300 tỷ à. 4 nhịp đi. Rồi rồi rồi. 1. Cái gì đấy? Cảm ơn Nhật nha. 2. 3. Nhập cuối. Trời. Đây rồi. Karim Benzema. 300 tỷ là đây. Có bóng vàng. Mất dầu. Em tính cả rồi. Được của nó. Lúc thầy giải ơi. Xịn nhỉ. 300 tỷ nhẹ nhàng ha. Lý luôn. Kẹp là nhảy 6 á. Min tặng em được không? Ốp lát rồi em ạ. Anh không nhìn cái gì ấy. Số lượng ít như này mình nghĩ là mình sẽ mồi full đi. Đây full mới gọi là chuẩn bài này. 4 năm thì là 3-4 vài thôi. Sao Khoa? Kèo bách 6 đấy là kẹp hay là mình đập luôn nhỉ? Rồi, lên 7 nào. Chú nghĩ là chú sẽ chơi. Không kẹp nữa. Hay quá. Hakimi. Bảy ba, chơi bách thôi. Kèo 6 cuối. Đẹp rồi đấy. Quá đẹp luôn ấy Khoa ơi. Rồi, bây giờ có bao nhiêu bảy anh em mình chơi hết đi. Chơi full. Hy vọng là trước Dũng Vang Nho thì tất cả sẽ đều xỉn. Hay quá. 3 kèo xịt rồi này. Đi nào. Không sợ gạt giò. Quá
đẹp luôn. Con này xài phiếu mà qua. Chú thấy cũng ổn á. Nghĩ. À, quên còn con kia nữa. Van Vec D. Dùng cho Van Vec D ngon hơn. Trời. Về 4 à. Đấy, dùng cho Van Vec D là đẹp này. Trước khi vào kèo Van Vec D thì tôi sẽ quẩy nốt cái kèo Hendo này với full 105. Con này đây là ngon nha. Này là ngon. Với kèo này thì chúng ta sẽ có hai cơ hội. Khoa muốn chơi Dụng Quang Nho cuối hay là chơi Bách Khâm cuối? Khả năng cao phát này vẫn sẽ xịt thôi. Lên mồi này thì Van Vec D chưa lên được. Chúng ta còn hai phiếu thì một phiếu xài ra Dụng Quang Nho, một phiếu Van Vec D rồi. Bách cuối à? Ok. Rồi, mình cancel kèo. Gục ngã trước thiên đường là có thật. Không sao, GG. Rồi, con này ngon. 115 Federico Van Vec D. Được. May là con này lên ấy. Hakimi lên không thích của con này nha. Lương 17. Mình tự tin vào cái dây mồi đẹp á. Dây mồi chơi full mà. Ui trời ơi, kinh đấy. Là yêu thương này nó lại gọi là bùng nổ nhá. Cảm ơn Khoa đâu đấy, tắm lốp nhá. Khoa ơi, hay là mình đập 9 Khoa. Bảo vệ này. Cảm ơn Khoa nhá. Cảm ơn Khoa đâu đấy, tắm lốp. Chú xin. Đùa chứ báo đấy. Thôi Khoa lượm rồi, Khoa lượm rồi. Trời ơi. Cái gì? Cắt bóng lấy bóng 120 đỏ tróe luôn á. Ghê ha. Ui, ai mà đập mà đỉnh vậy? Tự nhiên sao có trong đội có Van Vec D này.